năng thay đổi hướng bắn, góc bắn phù hợp để tiêu diệt mục tiêu. Triển khai nhanh gọn, bảo đảm bí mật, bất ngờ, hỗ trợ việc kết hợp chặt chẽ xung lực và hỏa lực, bảo đảm an toàn cho bộ đội trong quá trình chiến đấu phòng ngự. Sử dụng thay thế hệ thống thiết bị bắn dọc, tiêu diệt địch đột nhập vào trận địa phòng ngự, bảo đảm an toàn cho người chiến sĩ. Bố trí triển khai nhanh gọn, bảo đảm bí mật bất ngờ trong công sự. Sáng kiến tạo ra một bước đột phá trong nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự, gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và điều kiện tác chiến địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Nội dung giải pháp công nhận sáng kiến. Sáng kiến có mục đích là tính toán, mô phỏng, thiết kế thiết bị điều khiển có thể mang theo vũ khí chiến đấu. Ngoài ra có thể phục vụ cho nhiệm vụ trinh sát. Robot có khả năng được điều khiển từ xa trong phạm vi bán kính từ 0,6 đến 1 km đối với địa hình vật cản thấp. Hiệu quả của sáng kiến. Robot giá súng đa năng sử dụng cho súng tiểu liên AK Galit 12 trong chiến đấu phòng ngự điều khiển xa, có tính ứng dụng cao, dễ triển khai. Khi được áp dụng rộng rãi, sẽ góp phần nâng cao khả năng tác chiến, trình độ ứng dụng